Hôm nay mình sẽ làm món trứng chả hấp ha. Thì đầu tiên mình cần một phao thịt heo xay, cái này 2 phao, mình chỉ lấy một phao thôi ha. Với một chút cái nấm mèo khô ha, nếu có nấm mèo tươi thì tốt ha. Một củ hành tím, 4 cái trứng và một cái nhỏ và miếng miếng nhỏ đó ha, và hột điều màu. Thì cái nấm mèo này nè, mình sẽ lấy nước nóng mình ngâm nó trong vòng 15-20 phút ha, miếng cũng vậy ha, ngâm nước nóng ha. Mình bắt cái chảo lên ha, mình cho vào đây một chút xíu dầu ô liu để mình lấy màu điều ha. Mình cho bao nhiêu cái muỗng này nè, lớn hơn muỗng cà phê một chút ha. Mình cho một muỗng này để mình lấy màu điều, mình bỏ vô trứng á. Đó, mình để một chút cho nó ra màu ha. Mèo mình ngâm xong 20 phút mình lấy nó ra để ráo ha. Giờ mình bầm nhỏ nó ha. Mình bầm nhỏ nó, mình đổ vô trong thịt ha. Ha, mình bầm nhỏ nó nhỏ xong rồi đó. Mình cho nó vô trong cái thịt ha. Nấm mèo, bún tàu cũng vậy ha. Và bún tàu mình cũng làm vậy luôn. Mình cắt nhỏ nhỏ ra. Băm cỡ như vậy là được rồi nè. Rồi cho nó vô thịt luôn ha. Và củ hành cũng như vậy ha, mình băm nhỏ rồi mình cho nó vô luôn trong cái chén thịt này ha. Mình sẽ lấy 2 chồng đỏ trứng ha, để mình để lên mặt của cái chả trứng ha. Còn 2 cái trứng này thì mình đánh chung với cái này ha. Mình đánh nó lên. Xong rồi mình cho nó vào cái tô này luôn ha. Cho vào đây 1 muỗng dầu hào nha. Nè, 1 muỗng dầu hào. Nửa muỗng bột nêm. Cà phê tiêu hột ha. Bây giờ mình trộn đều nó nha. Mình bóp cho nó thấm đều hết tất cả những cái thành phần lại với nhau ha. Bạn lấy một cái ô ha, bạn quẹt dầu xung quanh nó ha. Lấy dầu ô liu á, bạn quẹt xung quanh đó. Rồi xong rồi thì mình cho mấy cái thành phần nãy mình làm đó, cho nó vô trong ô này ha. Đó, bạn cho nó vào cái ô này ha. Mình cho cái thành phần nãy mình bóp đều hết rồi cho nó vào ha. Rồi mình để lên lò mình hấp cho nó 30 phút ha. 30 phút cứ 15 phút bạn mở nắp ra để đựng nước nó làm ngập cái này ha, nó chảy vô trong cái này thì nó không cứng nha. Bỏ nó vô như vậy rồi mình hấp nó nha. Hấp nó 30 phút mà 15 phút bạn cứ mở nắp ra để đựng nước chảy vô trong cái ô ha. Mình sẽ quét trứng sau nha. Cái lòng đỏ trứng hồi nãy á, bạn cho vào đây nửa muỗng cái nước mà hột điều ha. Để một chút mình tạo màu cho nó. Rồi
mình đánh đều nó lên. Cái nước hột điều mình để nó nguội chút nha, mình hãy đợi để vô để nó mình tạo chút để lên mặt của cái trứng hấp ha. Sau 15 phút mình mở nó ra ha, thì mình lấy cái nắp vậy này, mình cho nước nó chảy phía xuống dưới này nha, đừng có cho nó chảy vô trong cái chả trứng ha. Nó mình mở nó có ra rồi mình đậy nó lại ha, để 15 phút nữa. Sau 30 phút mình mở nắp nó ra ha. Đó, mình thấy nó 30 phút ha. Mình thấy có nước nó đây nè, bạn lấy nắp kinh đó bạn thấm cho nó đi ha, cho nó ra bớt nước nha. Để nước nó vô đây thì nó sẽ làm không có ngon ha. Sau đó bạn mới quét cái lớp trứng với hồ màu điều á, bạn quét nó lên ha. Mình quét nó đều lên hết trên cái trứng, mặt trứng ha. Quét một cái lớp trứng lên ha. Mình đậy nắp nó lại, mình hấp nó 10 phút nữa ha. 10 phút bạn lấy nó ra ha. Bạn quét thêm một lần nữa ha. Quét thêm mới một lần nữa, đậy nắp nó lại cỡ 7-8 phút bạn lấy nó ra. Nếu bạn sợ nó chưa chín á, bạn lấy đũa bạn chọt nó coi. Nếu mà nó trơn mà nó ra không có dính thịt hay là trứng á là nó chín ha. Bây giờ mình quẹt 10 phút một lần nữa, rồi 10 phút nữa là nó chín, là tổng cộng 50 phút ha. Mình quẹt nó xong rồi mình đậy nó lại là 10 phút nữa là 50 phút là nó chín ha. Vậy là cái dĩ chả trứng đã hoàn thành ha. Bạn để nguội bạn hãy cắt nó ra ha, chứ nó còn nóng mình cắt là nó bể nha. Chúc các bạn enjoy, nhớ xem mình share để nhận những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn.